Rồi, dạ xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mấy anh em nha. Hôm nay thì mấy anh em đi quay chị Linh Tý và anh Bích Trâm review sản phẩm hàng Organic của cửa hàng OCOP ở Thủ Đức. Đi ngang đây thì chỗ này là quận 2, Thảo Điền của quận 2. Đi ngang đây thấy có mấy anh bán trà chanh Quảng Đông giả tay. Nhìn thấy nó lạ lạ và nó cũng khá là hay, review chia sẻ cho quý cô chú anh chị mình biết được cái món mới ở thành phố Hồ Chí Minh. Đây là những cái món rất lề đường nhưng mà rất là ngon ha cả nhà, nhìn thấy nó rất hấp dẫn. Này, đây là cái gỗ chanh của anh, chanh này gọi là chanh gì anh trai? Chanh gì? Chanh Nam Dương. Chanh Nam Dương. Chanh Nam Dương. Nhìn nó. Chanh này là nó tạo mùi hương. Còn cái chanh này chanh mình là tại mùi chua ta chanh này. Xin chào anh, chanh này là tạo mùi chua còn chanh này là tạo mùi hương. Dạ chanh Quảng Đông anh, dạ tay còn chanh này thì lấy mùi chua. Mấy anh ở đâu mấy anh? Bình Thạnh đây ha. Cái món này là mình từ đâu ra anh, mình học từ đâu vậy anh trai? Món này xuất xứ từ đâu? Quảng Đông Trung Quốc. Quảng Đông Trung Quốc hả? Mà lần đầu tiên có Việt Nam luôn ha. Anh cắt chanh Nam Dương rồi anh ăn thử anh. Có chua không anh? Chanh này có chua không? Chanh này nó hơi chua nhưng mà nó ít nước. Nó giống chanh non cả nhà. Đâu anh? Nhìn nó giống như cái chanh non. Mà ăn nó có đắng không anh? Thơm lắm anh ơi. Cho em thử miếng nha. Thơm rất là thơm. Đã là mình thử đi. Đó. Thơm lắm, thơm lắm. Bây giờ em cũng thử. Đây, chanh Nam Dương nha. Nè. Không ẩm chua à. Chua thôi. Thơm. Thơm. Nó nhăn mặt coi. Chua. Không, nó không chua thiệt. Thơm lắm, thơm ạ. Đây đưa cho anh này chưa? Ủa cái chai anh đổ vô màu vàng đó là chai gì anh? Siro. Siro. Tạo mùi ha, tạo mùi hương. Rồi cái đó là cái gì, cái nước gì? Nước trà. Nước trà. Cái này là đường. Đường. Đường là anh thắng sẵn ở nhà cô chú. Thắng ra nước luôn. Cái này anh làm cho quá trời luôn nè cả nhà. Khách hàng tới nè. Bao nhiêu tiền một ly anh? 25 ngàn một ly. Anh hay bán địa điểm đây ha luôn hả? Bán bao lâu ở đây rồi? Mấy ngày rồi? Rồi. Mấy chị ơi, mỗi ly 25 ngàn. Hai anh trai đó, hai ly hả chị? hai ly rất là thơm luôn nha. Mua 2 ly tặng ly, tính tiền 3 ly luôn bà con cô bác ơi. Trời ơi anh trai, Trung Quốc nha cả nhà. Anh trai đây là vệ sinh an toàn thực phẩm nha cô chú anh chị, mang bao tay rõ ràng. Anh đây thì ly rất là to, một ly vậy là có 3 tép nè, anh để vô kích 3 tép hả? Với đá là anh đâm hả? Anh đâm với đá nè. Này quay cho khách trước đi, cho khách trước đi anh, cứ cho khách trước đi rồi tụi em sau cũng được. Mấy chanh rồi banh luôn, mấy cục nó đá luôn. Anh có một cái cây đâm đâm mất 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 vui vui cả nhà. Chanh Nam Dương. Đây nè. Cái này nó Nam Dương là ở đâu? Chanh Đà Lạt. Mà sao gọi là chanh Nam Dương anh? Tên gọi nó vậy. Nó ở đâu, trồng ở đâu? Ở bên Trung Quốc. Trồng ở Trung Quốc luôn hả? Mà cái chanh này bây giờ mình bây giờ trồng ở ngoài Bắc rồi. Ngoài Bắc hả? Ở ngoài mình nó chưa ra trà Lào Cai. Dạ. Cái là cái này ở Trung Quốc mà bây giờ ở Việt Nam mình thì nguồn gốc của nó là Trung Quốc nhưng mà Việt Nam mình đem về đây trồng rồi. Trồng rồi, trồng ở ngoài Bắc. Nhìn nó khá là hay nha cô chú anh chị. Theo mùa hả? Giống ở Trung Quốc trồng Việt Nam. Giống ở Trung Quốc trồng Việt Nam, đảm bảo an toàn thực phẩm ha. Đó, một ly như vậy là tới gần cả lít ha. 700 ml 25 ngàn. Là trong đó có thành phần là có nước đá nè, có trà nè, có đường nè, siro. Có siro đường nè, có cái chai này là cái chai gì nè? Siro đào. Siro đào nè. Anh cho thêm một cái miếng siro đào Thái và 3-4 lát chanh Nam Dương. Bên cạnh đó thì có nửa trái chanh Việt Nam ha anh. Cái này sống rất là ngon anh. Ừ. Rất là giòn luôn. Đó. Anh đâm là thấy anh có thể nào anh đưa con chuột ra được không? Thấy con chuột anh quá trời vậy đó. Ngày anh đâm bao nhiêu ly anh? 200-300 ly. 200-300 ly nữa. Ở đây là cái con đường này đối diện kia, bên kia là Thảo Điền nha cả nhà.
chung cư Thảo Điền nha, công viên Thảo Điền nha, dưới chân cầu Sài Gòn đó. Bên đây anh trai đây cũng mua nữa nè, nãy giờ anh bán quá trời luôn, tới lượt mấy anh em cũng hơi lâu quá cả nhà. Đứng đây mà nếu mà mình không lấy, mình không có mà chịu mà lấy mà mình đứng quay hoài là quay tới chiều luôn, chưa tới lượt nữa. Tại vì anh bán rất là được hàng nha, trà chanh Quảng Đông giả tay nha, đặc biệt là cái chữ giả tay nghe cô chú anh chị, không có máy nha, giả bằng sức tay sức người. Hồi nãy tụi em á đi ngang ra, tụi em thấy để chữ giả tay thì lạ quá. Đó rồi, còn thấy đứng anh sẽ giả nữa, tụi em mới thấy đó, giả nó sẽ đều hơn cả nhà. Cái cây của anh đang cầm là cái cây đó cây gì anh? Cây bằng nhựa. Bằng nhựa hả? Mà anh mua là combo nó có hay là chế? Combo đây, cái này à, nó đây. À nó có sẵn luôn đúng không? Tưởng đâu anh chế chứ, vậy là có sẵn. Nó anh chị đó uống một ly rồi cả 25.000 thôi. Giá 25.000 thôi rất là rẻ cả nhà. Với những món ăn lề đường thật sự ở Việt Nam của mình không có thua gì Ấn Độ đâu cả nhà. Những món ăn lề đường của Việt Nam của mình rất là ngon. Nếu cô chú anh chị chịu khó chạy một vòng mà đem tầm khoảng 1 triệu thôi. Đem tầm theo khoảng 1 triệu thôi, ăn không hết đâu. Mà xỉu luôn, ăn xỉu luôn nó. Đây là nửa trái chanh nè. Mà cái quan trọng mà cái đặc biệt em thích của anh trai đây á, là mang bao tay nha cả nhà. Mang bao tay sắt chanh, nặng chanh, dầm đá, tất cả đều mang bao tay, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đó, ta nhìn vô là người ta thấy thèm, ta muốn ăn rồi. Còn mà không mang bao tay, để tay dơ thì thực sự là người ta không thấy muốn ăn nữa. Cái chai này nó là 700ml. Đó, anh lắc nè. Lắc như lắc tài xỉu vậy cả nhà. Lắc xí ngầu vậy á. Hồi xưa anh có lắc xí ngầu không? Anh có qua Trung Quốc lắc xí ngầu không? Không à, nhưng mà lắc hay ha. Trời ơi, dư luôn kìa. Càng nước luôn. Anh khuyến mãi dữ anh. Trước khi mà để cái nước đá vô cái ly thì anh phải cho một ít nước đá và mấy lát chanh vô anh đâm. Hồi nãy là thấy cái động tác đâm này nè là nó khá là hay, nên tụi anh em quyết định ghé lại để thưởng thức cái món trà chanh Quảng Đông, thử coi xem sao. Nó anh làm được một ly rồi đó. Thử. Nè ai thưởng thức trước đi anh em. Anh em cho. Nè thử đọc trước đi. Nhân trước cả nhà. Lâu, bây giờ review Phạm Nhân uống toàn trà, ghét sao? Thơm không? Thơm lắm. Thơm lắm hả? Thơm lắm. Mà như thế nào? Đó. Mà nhìn khá là hay cả nhà ha. Một ly cả nhà. Thì cái pha cách pha chế của anh thì mình không có học được ha cả nhà, mình xin giấu ha. Nhưng mà có thành phần thì gồm có là nước đào nè, nước đường nè, nước trà nè, chanh Quảng Đông nè, chanh Việt Nam nè. Chanh là chanh Việt Nam nha. Chanh này mới nhú. Chanh không hạt hả? Chanh có hạt. Chanh có hạt. À, có hạt. Chanh có hạt nha. Chanh này là lấy mùi chua thôi. Lấy mùi chua. Chanh này là lấy mùi thơm. Một cái loại chanh thì lấy mùi chua. Một loại chanh thì lấy mùi thơm. Còn bên kia thì lấy vị ngọt và vị trà. Nói đi, tạo ra một cái ly á, một cái ly trà mà trà chanh Quảng Đông á, thì nó rất là nhiều cái sự kết hợp lại với nhau. Kết hợp giữa chanh Việt Nam và chanh Quảng Đông là hai thứ nè, ba thứ nè, bốn thứ, năm thứ, và thêm nước đá nữa là sáu thứ, cộng với lại cái lực của ảnh đâm nữa. Đó. Này cả nhà, đây. Đó. À, cái đầm nữa. Cái món này là anh học ở đâu anh? Pha chế cơ chỉ à? À, pha chế anh học ở của một thầy pha chế đúng không? Em phát hiện ra một chuyện nữa nha, một chuyện rất là bí mật luôn mà chưa ai phát hiện. Nãy giờ cô chú anh chị mình thấy đây là cái bàn anh đâm bằng nhựa nha, đâm không bể vì chỗ này anh hàng hai cái cây sắt. Anh hàng hai cây sắt nên không bể. Một ly hả? À, một ly đưa cho anh chị trước đi, cho anh chị trước đi. Trà chanh Quảng Đông 25.000 anh ơi. Đó. Rồi, trà chanh Quảng Đông 25 cành. Rồi, uống ngon ghé ủng hộ nghe anh trai. Đúng rồi. Cảm ơn anh trai, cảm ơn chị gái nha. Thôi làm ly nữa đi, ngừng ly đi. Hả? Cho đứng đây rửa chén xíu đi, tròn ly. Rồi, uống ngon miệng nha.
Đó, anh chị đã đi rồi mà anh chị quay lại nữa cả nhà nó. Như mấy anh em mà gì á. À, đúng mấy rồi. Anh em thấy luôn, thấy cái đầu anh em quay lại luôn. Đúng rồi. Đã đi chạy, anh chị chạy lên tới cầu Sài Gòn rồi anh chị chạy ngược chiều lại anh chị mua. Hy vọng là mấy anh công an cũng thông cảm. Dạ đây cô chú anh chị ơi, trên tay em đang cầm một ly trà chanh Quảng Đông giả tay ha, tại đường Thảo Điền, công viên Thảo Điền nha cả nhà. Bây giờ sẽ uống thử nha cô chú anh chị, mời cả nhà mình nha, mời cô chú anh chị. Rất là ngon cả nhà, thơm mùi đào, thơm mùi chanh, thơm mùi trà, nói chung là những cái loại đây nó hòa quyện lại với nhau, rất là ngon, rất là hợp lý nha cả nhà, với giá 25.000 mà ở thành phố Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh mà có được ly trà như thế này cũng rất là ngon ha cả nhà. Buổi trưa nắng nữa. Rồi thôi thì có lẽ là em xin phép tạm dừng cái video này ở đây ha. Hẹn với cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều ạ.